Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều thứ hai của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay ngày 3 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ dỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, dịp ghi nhớ truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Chương trình khuyến mãi mùa hè thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp tham dự. Công an Bình Phước điều tra vụ giết chủ nợ chôn xác phi tang. Trận giao hữu giữa Brazil, Chile khởi động trước giải World Cup nữ 2023. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Sáng nay, Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc đã tổ chức lễ dỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 323. Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là vị anh hùng dân tộc có công khai phá phương Nam, đặc biệt là vùng đất Sài Gòn, Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là nhà lãnh đạo văn võ song toàn, người có công đầu trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam Bộ. Lễ dỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh hàng năm là dịp để người dân ghi nhớ truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó tiếp nối tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trước là thể hiện sự tri ân đối với các bậc tiền dân đã có công khai phá, xây dựng và phát triển vùng đất này. Kế tiếp là thể hiện tình yêu, tình cảm của cá nhân khi là một công dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, người dân đang và sắp tới là công dân của thành phố Thủ Đức. Làm thế hệ trẻ của thành phố Thủ Đức thì tôi sẽ cố gắng hết mình để phát huy được cái sức trẻ để xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn, và đồng thời là mình sẽ giáo dục văn hóa, lịch sử cho các em học sinh cũng giống như là các bạn thế hệ trẻ. Dịp này, Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc cũng đã công bố nội dung bia văn được khắc lên bia đá đặt trong khuôn viên đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tổ chức giáo dục Calgary Simmons của Anh đã vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học trên thế giới năm 2024. Theo đó, thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm từ 951 đến 1000. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 3 tiêu chí đạt thứ hạng tốt gồm: danh tiếng với nhà tuyển dụng hạng 366, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm hạng 386, danh tiếng với đồng cấp học thuật hạng 524. Đây là 3 tiêu chí mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu các đại học tại Việt Nam. Năm nay, bảng xếp hạng này đã cải tiến cách đánh giá, tăng từ 6 tiêu chí lên 9 tiêu chí thuộc 5 nhóm tiêu chuẩn và thay đổi trọng số giữa các tiêu chí. Tập đoàn khách sạn Mikazuki Nhật Bản vừa khánh thành và đưa vào hoạt động cầu vượt đi bộ ngắm cảnh trên đường Nguyễn Tất Thành của quận Liên Chiểu. Đây là cầu hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản được xây dựng hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, cầu cao gần 13 m, dài hơn 140 m với diện tích sàn 655 m2, tổng vốn đầu tư 42 tỷ đồng. Công trình có thiết kế kiến trúc độc đáo và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực gần Tây Bắc Đà Nẵng, đồng thời giúp người đi bộ qua đường có lối đi an toàn hơn. Sau nửa tháng, Thành phố Hồ Chí Minh khai trương chương trình khuyến mãi tập trung hè Shopping Season 2023, nhiều siêu thị và trung tâm thương mại đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi như mua 2 tính tiền 1, giờ vàng giá sốc, khuyến mãi đồng giá, siêu sale để kích thích nhu cầu mua sắm. Chương trình được thực hiện trong suốt 3 tháng hè, doanh nghiệp có thể chủ động trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh với những đơn hàng lớn. Trong thời gian qua thì WinCommerce đã triển khai đều đặn 2 chương trình khuyến mãi trong 1 tháng. Thì các chương trình khuyến mãi thường sẽ tập trung vào một cái ngành hàng cụ thể tùy theo nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tại thời điểm đó, và mức ưu đãi thì có thể lên tới 30 tới 50%. Thành phố đang áp dụng những cái chương trình khuyến mãi từ các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, thì mua được những món mà mình thích, biết cái giá giảm thì rất là vui vẻ và thoải mái. Còn tại Mega Market, hệ thống này đang triển khai 2 chiến dịch. Đó là chương trình giá sỉ và khóa giá gần 700 mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm. Khóa giá nghĩa là giá sản phẩm trong một chu kỳ 3 tháng sẽ không thay đổi dù thị trường biến động. Không chỉ các siêu thị mà các chợ truyền thống và trung tâm thương mại ở thành phố cũng triển khai nhiều hình thức khuyến mãi. Chương trình do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phát động với hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia, góp phần kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại của thành phố. Kể từ 15 giờ chiều nay 3 tháng 7, mỗi lít xăng RON95 giảm giá 587 đồng, xăng E5 RON92 giảm 408 đồng một lít. Và tại kỳ điều hành này, thì Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định dừng trích lập quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 390 đồng một lít lên 20.870 đồng một lít. Xăng RON95 tăng 520 đồng một lít lên 22.010 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 10 đồng một lít xuống còn 17.940 đồng một lít. Giá dầu hỏa giảm 200 đồng một lít xuống 17.780 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 270 đồng một kg xuống 14.890 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục trích lập 300 đồng một lít đối với xăng E5 RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và trích lập 300 đồng một kg với dầu ma rút. Cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu. Như vậy, xăng có lần thứ hai tăng giá liên tiếp sau khi giảm 3 lần liên tiếp trước đó. Dù tăng, nhưng giá nhiên liệu này đang ở mức thấp trong vòng 20 tháng. Vòng chung kết cuộc thi Piano và Hát Tiếng Việt dành cho trẻ em và thiếu niên người Việt trên toàn châu Âu Vistula 2023 mới đây đã diễn ra tại London. Đây là sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh. Vistula 2023 nhằm tìm kiếm những tài năng âm nhạc, giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Anh và châu Âu, đồng thời mang âm nhạc cổ điển đến gần với khán giả Việt ở nước ngoài. Cuộc thi gồm 4 hạng mục: piano và thanh nhạc dành cho các thí sinh 5 đến 12 tuổi, cùng với piano và thanh nhạc dành cho thanh thiếu niên từ 13 đến 20 tuổi. Các thí sinh được đánh giá dựa trên các tiêu chí tài năng, triển vọng, kỹ thuật, trình độ, khả năng trình diễn và cá tính nghệ thuật. Chất lượng cuộc thi rất là cao và các thí sinh từ vòng 1 đến vòng 3 đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và các bạn đều có những sự tiến bộ vượt bậc. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải danh dự. Có nghĩ ý nghĩa của cái cuộc thi này là một là để gắn kết cộng đồng người Việt ở bên Anh lại với nhau và hai nữa là đây cũng là nhân dịp 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Anh. Cuộc thi sẽ được tổ chức 2 năm một lần, tạo cơ hội để các thí sinh thử sức trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Nhắc được sắp vé số của một cụ bà để quên, một tiếp viên xe buýt đã thay cụ bán hết số vé số này, rồi tìm cách trả lại toàn bộ số tiền cho cụ. Câu chuyện tử tế này đang được lan tỏa trên mạng xã hội. Khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 7, bà Nguyễn Thị Mai, 67 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đi xe buýt tuyến số 146, bến xe miền Đông, chợ Hiệp Thành. Bà Mai đón xe từ trạm bệnh viện Ung Bướu và xuống tại trạm nhà thờ Hàng Xanh. Khi xuống xe, bà Mai đã để quên trên xe buýt 42 tờ vé số. Anh Phạm Nguyễn Duy Toàn, tiếp viên bán vé trên xe buýt, đã nhặt được và giúp bán hộ sắp vé số. Sau khi bán xong, khoảng 16 giờ cùng ngày, tài xế cho xe chạy chậm ngang qua bệnh viện Ung Bướu thì may mắn gặp lại bà Mai. Cả tài xế và tiếp viên đã mời bà đến bến xe để làm giấy xác nhận, rồi đem toàn bộ số tiền bán vé số là 420.000 đồng trả lại cho bà. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin về vụ việc này, đồng thời cho biết đơn vị sẽ xem xét để tuyên dương tổ tài xế tiếp viên vì hành động tử tế nói trên. Bão loạn tại Pháp đã kéo sang ngày thứ Sáu, gây tâm lý bất an cho người dân và ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác tại quốc gia này, đặc biệt là du lịch. Tuy nhiên, giữa lúc an ninh được thắt chặt, nhiều đoàn khách du lịch vẫn đến Pháp. Đi trên một chiếc xe buýt 2 tầng dành cho du khách, một cặp đôi thích thú chụp hình tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà Paris. Họ đã không thay đổi kế hoạch du lịch Paris dù nghe tin về tình trạng bạo loạn. Thật không may là bạo loạn đã xảy ra. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến đây. Chúng tôi tin tưởng vào Tổng thống Macron. Pháp là một đất nước xinh đẹp, đặc biệt là thủ đô Paris, có rất nhiều thứ để khám phá. Khá đáng buồn khi tình hình bất ổn hiện nay đã làm ảnh hưởng phần nào đến ngành du lịch Pháp. Chúng tôi đã xem tin tức. Tôi nghĩ tình hình đã ổn, có rất nhiều thứ xảy ra trên thế giới. Nếu chúng ta lắng nghe tất cả, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ đi du lịch. Bộ Nội vụ Pháp cho rằng tình trạng bạo loạn đã giảm bớt, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để có thể nới lỏng các biện pháp an ninh. Các nước thuộc Liên minh châu Âu EU sắp đạt mục tiêu dự trữ khí đốt cho mùa đông năm nay. Đây là nội dung một báo cáo gần đây do công ty tư vấn Gridstart Energy có trụ sở tại Na Uy công bố. Từ đầu năm nay, EU tiếp tục tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nhập khẩu, dự trữ và vận chuyển khí đốt tự nhiên. Sau mùa đông khá ấm áp vào năm ngoái, kho dự trữ khí đốt các nước châu Âu vẫn còn dồi dào. Báo cáo cho thấy, tính đến ngày 25 tháng 6, khí đốt tự nhiên trong khu lưu trữ của châu Âu ở mức khoảng 76%, cao hơn mức 56% cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban châu Âu EC đặt mục tiêu đạt mức lưu trữ khí đốt 90% công suất vào đầu tháng 11 tới. Với tốc độ hiện tại, các nước EU sẽ sớm đạt được mục tiêu này. Vừa qua, thị trưởng tại một thị trấn nhỏ ở Mexico đã kết hôn cùng với cô dâu cá sấu. Đây là một phong tục địa phương đã có từ thời tiền Tây Ban Nha. Buổi lễ diễn ra với âm nhạc truyền thống, những người đến sự vui vẻ nhảy múa chúc mừng. Thị trưởng Víctor Sousa của thị trấn San Pedro Palmeula đã nhiều lần cúi xuống hôn cô cá sấu. Cô sâu được buộc chặt miệng để tránh việc cắn người ngoài ý muốn. Trong văn hóa của chúng tôi, cá sấu rất quan trọng vì chúng giống như nữ hoàng. Cá sấu mang đến nước, mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, từ đó ban cho chúng tôi thức ăn cá và bắp. Trong không khí rộn ràng như lễ hội với tiếng trống và kèn, người dân địa phương bế cá sấu trên tay đi qua các con đường làng. Cô sâu cá sấu còn được những người đàn ông quạt cho cô bằng những chiếc nón truyền thống. Ngay sau đây nữa sẽ là khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 34 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam. Cháy công ty nội thất trong khu chế xuất Linh Trung 2. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai cuộc thi thể anh Nguyễn Văn Thu, 33 tuổi, để làm rõ nghi án giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang. Trước đó, ngày 2 tháng 7, nhờ được trình báo về việc anh Thu mất tích từ 3 ngày trước, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh và phát hiện đối tượng Lê Đức Đông, 51 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc. Tại đây, Đông khai nhận đã sát hại anh Thu, sau đó đem chôn thi thể để phi tang. Cụ thể, chiều 30 tháng 6, anh Thu điều khiển xe máy tới nhà đối tượng để đòi nợ dẫn đến cãi nhau. Sau đó, trong lúc anh Thu đang ngồi trong tròi bên cạnh tiệm tạp hóa của Đông, Đông bất ngờ cầm búa lại gần, đánh liên tiếp vào đầu anh Thu, khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi. Đến khuya cùng ngày, đối tượng này mang thi thể anh đến chôn tại một khu đất trống cách nhà khoảng 2 km. Sau đó, đối tượng mang xe máy của nạn nhân đến nhà người quen gửi, đồng thời tiêu hủy các chứng cứ gây án. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Sau khi đối tượng Phạm Đình Huy bị bắt với 2 kg ma túy, thuốc lắc, thì Trần Văn Nguyên, 29 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã thay Huy điều hành đường dây ma túy này. Và sáng nay thì Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị bắt khẩn cấp Trần Văn Nguyên để điều tra. Tang vật thu giữ trong người Nguyên có một gói ni lông chứa 50g ketamine. Khám xét chỗ ở của Nguyên, công an tiếp tục thu giữ 136 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử, 1,3 tỷ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Trần Văn Nguyên là đàn em của Phạm Đình Huy, 25 tuổi. Trước đó, vào ngày 14 tháng 6, Phạm Đình Huy đã bị công an Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng 2 kg ma túy, ngụy trang trong các gói cà phê và nhiều tang vật khác. Số ma túy này được Huy lấy từ thành phố Hồ Chí Minh về bán cho các đại lý ma túy lớn ở Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Sau khi Huy bị bắt, Nguyên vẫn không sợ mà tiếp tục móc nối với các đại lý, thay Huy điều hành đường dây cho đến khi sa lưới pháp luật. Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Vương Văn Đức, 40 tuổi và Lã Thị Tuyết, 48 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 2 đối tượng này đã vận chuyển 34 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam cuối tháng 6. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2023, tại đường tuần tra biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa bàn thôn Lệch, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng Đức và Tuyết vận chuyển 34 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 11 kg. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đó là heroin và vận chuyển cho một đối tượng khác với tiền công 170 triệu đồng mỗi người. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Đức và Tuyết được một người đàn ông không rõ lai lịch đưa sang Viêng Chăn, Lào để nhận ma túy. Trước đây, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nam thanh niên điều khiển xe máy đã tông vào 2 mẹ con đang qua đường khiến cả 3 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trên đường DT741, đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Nam thanh niên khoảng 25 tuổi, điều khiển xe máy, bất ngờ va chạm với phương tiện của người phụ nữ, chở theo bé gái 10 tuổi. Cú va chạm khiến 3 người ngã xuống đường, trong đó 2 mẹ con bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Cũng tại Bình Phước, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường DT758 thuộc huyện Hớn Quản. Một chiếc ô tô tải đã va chạm trực diện với một ô tô 7 chỗ. Cú tông mạnh khiến đầu xe ô tô 7 chỗ vỡ nát. Tài xế phương tiện này kẹt cứng trong cabin. Người dân phải phá cửa để giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trưa nay, nhà xưởng của một công ty nội thất tại khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Hồ Chí Minh đã bị cháy. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt được lửa. Khoảng 11 giờ trưa, nhà xưởng nói trên tại đường số 1 của khu chế xuất Linh Trung 2 bất ngờ bốc cháy. Các công nhân đã dùng vòi nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong xưởng chứa các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên rất mạnh, bao trùm hàng trăm mét vuông. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức cùng lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 12 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Rạng sáng nay, một nhà kho tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bốc cháy. Đây là một kho để hàng chục chiếc xe điện chở khách du lịch tại Quy Nhơn và ước tính thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng. Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng tại kho xe điện trên đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng. Lực lượng chức năng đã huy động 15 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 3 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế sơ bộ nhưng phải mất thêm vài giờ mới dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và không lan sang nhà người dân xung quanh, nhưng nhiều tài sản đã bị hư hại. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đội tuyển bóng đá nữ Brazil đã vừa có trận giao hữu khởi động trước thềm giải World Cup nữ 2023 với đội bóng Chile. Trận đấu diễn ra trên sân của Brazil và chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-0. Chỉ sau hiệp 1, nhà đương kim vô địch Copa America đã dẫn trước 3-0. Người ghi bàn đầu tiên là Gabi Nunes ở phút thứ 5 và sau đó là bộ đôi Corinthians Duda Sampaio và Luana Bertolucci. 5 phút đầu tiên của hiệp 2, tiền đạo Grise của Barcelona ghi thêm bàn thứ 4 và ấn định kết quả chung cuộc 4-0. Giải World Cup nữ 2023 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7 bằng trận đấu giữa đội đồng chủ nhà New Zealand và Na Uy. Đội bóng Brazil cũng sẽ ra sân tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cho mình khi đội bóng này chỉ lọt vào chung kết một lần năm 2007. Đối thủ của họ vào hôm 24 tháng 7 tại Adelaide là Panama. Các đối thủ tiếp theo của Brazil tại bảng F là Pháp ngày 29 tháng 7 tại Brisbane và Jamaica ngày 2 tháng 8 tại Melbourne. Thông tin cập nhật, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng nhiều lực lượng liên quan điều tra làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên ẩu đả với nhân viên một quán ăn. Nhiều người can ngăn nhưng bất thành. Đỉnh điểm, một nam thanh niên được cho là nhân viên của quán cầm mã tấu đe dọa những người liên quan. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại quán ốc ngon trên đường Cao Đạt, quận 5 ngày 28 tháng 6. Hai nhóm khách đến ăn nhậu, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Khi các nhân viên tại quán đến can ngăn thì xảy ra sự việc nêu trên. Vụ ẩu đả khiến nhiều người bị xây xát. Đến chiều tối nay thì công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa container và xe máy xảy ra cùng ngày. Vụ việc đã làm một người tử vong. Gần 16 giờ hôm nay, một xe container chạy trên đường Lê Quang Định, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Điều Văn Lành, 65 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa cầm lái chạy cùng chiều. Ông Lành và xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an thành phố Tân Uyên có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, kể từ 15 giờ chiều nay 3 tháng 7 thì mỗi lít xăng RON 95 giảm giá 587 đồng, xăng E5 RON 92 giảm 408 đồng một lít. Và tại kỳ điều hành này thì Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định dừng trích lập quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Tài chính Công Thương thì xăng E5 RON 92 giảm 408 đồng một lít, không cao hơn 20.470 đồng một lít. Xăng RON 95.3 đã giảm 587 đồng một lít, không cao hơn 21.428 đồng một lít. Những thông tin vừa rồi xin được khép lại chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.